Xin hân hoan nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị MC và các bạn. Chúng ta đã hiện diện trở lại trong buổi tối ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép MC Thành Công, MC Hải Yến xin được kính chuyển tới tất cả quý vị chúng ta một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân ái và nồng nhiệt trân trọng nhất. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, có thể nói văn hóa nghệ thuật từ lâu vốn dĩ đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân Việt Nam từ ngàn đời. Âm nhạc chính là chiếc cầu nối để chúng ta được xích lại gần nhau, là nơi cho tất cả quý vị cũng như tôi và các bạn gửi trao những tình cảm yêu thương và sẻ chia những câu chuyện khó nói. Và khi vui, âm nhạc luôn cất lên những tiếng hoan ca, và khi buồn, âm nhạc lại khẽ khàng để vuốt ve và du dịu lòng người. Cũng xuất phát từ những điều tuyệt vời đó mà trong buổi tối ngày hôm nay, tại tư gia của gia đình chú rể Tấn Thành, chúng ta sẽ cùng hâm nóng bầu không khí nhiệt huyết tối ngày hôm nay để cùng gửi tới những thông điệp tuyệt vời, lãng mạn và hạnh phúc nhất về với Tấn Thành cũng như Thanh Hằng. Và đặc biệt, những ca khúc này sẽ giúp chúng tôi truyền tải tình cảm của tất cả quý vị gửi đến tân lang và tân gia nhân vào trưa ngày mai. Và kính thưa tất cả quý vị, anh chị và các bạn kính mến, trong buổi tối đêm nay, những tình cảm của quý vị dành tặng con dâu và chú rể không có gì hơn đó là những mắt nước trẻ xanh, những hạt hướng dương, những chiếc kẹo sô-cô-la vị ngọt của tình yêu, là lời mời, lời chào, lời cảm ơn của gia đình cũng như chàng rể, đoàn tiếp viên của gia đình Hoàng Á Trai. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả quý vị chúng ta đã hiện diện trở lại trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, để mở đầu show chương trình livestream nhạc đặc biệt chúc mừng ngày phúc con dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng đôi mắt của mình về khu vực chính của trung tâm sân khấu, đừng làm quen lắng nghe với giọng hát đầu tiên một dòng ca, dòng nhạc dân gian trở về từ mảnh đất Hưng Nguyên. Quý vị chúng ta dành thật lớn và chào đón trở lại sân khấu với giọng hát của nữ ca sĩ Tinh Nguyệt. Xin mời quý vị xem lắng nghe. Bình 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 bình
chùm khí ngọt cho cơm chèo mỗi ngày. Quê hương là đường đi, con về giờ bươm vàng. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đầm. Quê hương là con đò nhỏ đêm đêm cua nước ven sông. Quê hương là con trẻ nhỏ mẹ về đó lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng đỏ hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quý vị, quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương nếu ai không nhớ, chắc không lớn nổi thành người. Vâng, rất là da diết, bồi hồi và xúc động đúng không ạ? À, Hải Yến, người bạn dẫn của chúng tôi hôm nay xinh đẹp, thân mến. Tôi biết rằng là Hải Yến lần đầu tiên trở về công tác và thành công tại mảnh đất Thanh Chương. Thì không biết là cảm xúc của Hải Yến trở về mảnh đất Thanh Chương thì Hải Yến cảm thấy như thế nào? Không biết là anh Công anh có đánh đố Yến hay không, nhưng kính thưa tất cả quý vị, đặt chân đầu tiên với tôi là ấn tượng ngày lần đầu tiên được dẫn ngay với một chàng trai mảnh đất Cát Ngạn của chúng ta rất là đẹp trai đúng không ạ? Đây là điều mà tôi rất là ấn tượng. Còn là đặc biệt đó chính là sự có mặt của tất cả quý vị ngày hôm nay. Đó chính là món quà lớn nhất mà những người thực hiện công tác chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm thấy rất là vui và ấm cúng trong không gian này. Chúng ta có mặt để cùng chung vui và chúc mừng cho Tấn Thành và Thanh Hằng. Đó chính là điều quan trọng nhất mà Hải Yến cảm nhận được ở con người đất Thanh Chương của chúng ta. Rất là mặn mà, đầm thắm và dễ gần. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Xin cảm ơn những lời tâm sự rất là chân thành của Hải Yến. Kính thưa tất cả quý vị MC và các bạn kính mến, đúng như vậy. Sơ vại trong buổi tối ngày hôm nay, bằng những tình cảm chân thành của quý vị, chúng ta dành tặng cô dâu và chú rể không vui gì hơn. Thì lời cảm ơn của chàng rể và con dâu muốn gửi tới tất cả quý vị chúng ta trong buổi tối nay thì rất là nhiều. Và cùng quay lại với bữa tiệc âm nhạc chúc mừng ngày phúc cho chàng rể và con dâu trong buổi tối ngày hôm nay. Trở lại với sân khấu với một phong cách biểu diễn hiện đại, một dòng ca
rất là sôi động trở về với sân khấu buổi tối ngày hôm nay. Xin quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón trở lại sân khấu với giọng hát của nữ ca sĩ Mai Hiền. Xin quý vị chúng ta hãy dành thật lớn một tràng pháo tay để cùng chào mừng. Và để góp vui vào chương trình ngày tối hôm nay, thì sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức một tác phẩm được mang tên Tình Yêu Không Lời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
chiều nào xõa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói hết tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối, đời lắm phong trần tay trắng không được gục ngã. Anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa. Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em bằng sự nuối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em. Anh sẽ trở về xin em đừng buồn. Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời khi em vẫn tồn tại. Thành trường của chúng ta ơi, tay đâu à? Lên luôn, lên ạ, à. Let's go, yeah. One more shot.
Khi anh bắt đầu một tình yêu là lúc anh tự thay đổi mình, không còn những đêm về khuya. Là vì em, người cho anh suy nghĩ phải sống tốt. Là vì em, tình yêu của em đáng được trân trọng. Thay vì phải xin lỗi, anh muốn tự mình thay đổi. Anh sẽ lo lắng về anh như em đã từng cố gắng vun đắp mà không thành. Hứa với mình rằng em không được gục ngã. Anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa. Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em bằng sự nuối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em. Anh sẽ trở về xin em đừng buồn. Hãy mạnh mẽ chờ bình minh trong cô đơn. Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời khi em vẫn tồn tại trên thế giới này. Vâng, quý vị, và lần đầu tiên Giang Sơn xin phép được chúc tất cả quý vị một lần chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân thương nhất nữa. Tay đâu tay đâu, thanh trương như dấu ơi, lên lên được không ạ? One more time. Phía sau có thể dành cho nhau những tràng hoa tươi thật lớn được không? Hey! Là vì em, người cho anh suy nghĩ phải sống tốt. Là vì em, tình yêu của em đáng được trân trọng. Thay vì phải xin lỗi, anh muốn tự mình thay đổi. Anh sẽ lo lắng về anh như em đã từng cố gắng vun đắp mà không thành. Hứa với mình rằng em không được gục ngã. Anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa. Anh sẽ vẫn tiếp tục để làm một người ý nghĩa. Hứa với mình rằng em không được gục ngã. Anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa. Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em bằng sự nuối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em. Tay đâu hả? Hey! Xin em đừng buồn. Hãy mạnh mẽ chờ bình minh trong cô đơn. Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời khi em vẫn tồn tại trên thế giới này. Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời khi em vẫn tồn tại, thanh trường yêu dấu của chúng ta ơi. Tay đâu à? Lên chưa anh em ơi? Lên luôn nào. Lên luôn anh ơi. Anh lên luôn. Yeah. Come on. One more time. Chạy. Tay đâu. Hey. Nói chứ là cũng không phải là xuống lắm đâu, mà quá xuống. Và quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đến với đám cưới của một người bạn. Thì mong rằng quý vị ở dưới có thể rất là nhiều anh em nghệ sĩ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì Thái Sơn cũng là về đây lúc chiều sớm nhất. Thì bây giờ Thái Sơn, quý vị có muốn nóng được không ạ? Thế thì tay đâu ạ?
Vâng, quý vị, sắp tới Thái Sơn ra một cái album của thể loại EDM và thể loại mới của Góc Tối tại Phan Thiết dành tặng cho Thái Sơn trong thời gian vừa qua. Những cái loại thể loại beat rất là quan trọng đối với Thái Sơn trong những năm đi lưu diễn tất cả các tỉnh thành. Và quý vị, ca khúc Truyền Trang Cô Đơn, nhưng mà Giáp không có đâu nha. Giáp anh ấy ở Phan Thiết nhưng mà không Thái Sơn không dám mời anh ấy ra được, đúng không ạ? Ca khúc Truyền Trang Cô Đơn, xin quý vị thưởng thức lắng nghe. Mong rằng ca khúc này thì nói chung là hơi nhẹ một chút, nhưng mà quý vị có thể duyệt cùng Thái Sơn được không ạ? Có thể dành cho nhau những tràng với tay thần lớn được không ạ? Hey! Bao nhiêu ngày qua tình yêu xa còn xa hỡi người. Oh oh oh. Cô đơn mình ta chờ mong một ngày kia em đến. Oh, oh, oh. Khắp nhân gian tiếng ca tràn hòa và nghe chuyện tôi dẫn buồn. Hứa đi em sẽ không hững hờ chuyện tin tôi. Chuyện một chàng cô đơn mãi. Tay đâu ạ? Chuyện một chàng cô đơn mãi. Let's go. Hey. Có thể dành cho nhau những chào với tay thật lớn được không ạ? Chúng ta quẩy hết mình trong buổi tối ngày hôm nay được quý vị ơi. Hey. Ta mang tâm tư nơi này hỏi về câu chuyện của một chàng cô đơn. Cô đơn. Ai để ai vẫn vương vơi đầy, nghe từ người nhạc ta như thêm có hồn. Hương tóc ai dẫn lối cho lòng mình càng thêm bối rối. Hey. Hey. Trái tim loạn nhịp mà chỉ biết dõi theo từng ánh mắt và đôi môi. Để rồi uổng phí ngần gỡ chân thẫn thờ như một cái khờ với những tháng ngày mộng mơ. Hay ở những giờ con tim mang đầy mong nhớ. Em đợi một ghé nơi đây cho cuộc đời đã cô đơn đưa lên màu nắng. Nỗi niềm để lại cho tình ngày tới sẽ lại càng thêm sâu. Để biển sông cuốn trôi đi tháng năm tuổi xanh, vì thật lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa dám nói. Nào hãy hứa đi em sẽ không hững hờ chỉ một chàng cô đơn mãi. Tình của tình xa xôi quá. Để biển sông cuốn trôi đi tháng năm tuổi say, vì thật lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa dám nói. Nào hãy hứa đi em sẽ không ngừng ngờ. Tay đâu à? Sẵn sàng cho quý vị ơi. Lên nào. Hey. One more time. Tay đâu hết rồi à? Cha cha. Hey. Trên một chàng cô đơn mãi, tình cuộc tình xa xôi quá. Để biển sông cuốn trôi đi tháng năm tuổi xanh, vì thật lòng anh chỉ có một chút tình chưa dám nói. Nào hãy hứa đi em sẽ không hững hờ. Go! Lên luôn ạ. One more time. Hay chưa? Hà xong không ai vỗ tay luôn. Chắc là mãi mê. Thưa quý vị, cái bài beat này thì độc quyền rồi. Thật luôn ấy. Nhưng mà Thái Sơn sắp tới sẽ ra một cái album rất là mới mẻ luôn.
thì mong rằng quý vị ủng hộ. Nếu mà quý vị ủng hộ thì dành cho Thái Sơn như một tràng vỗ tay thật lớn nữa cô ạ. Cảm ơn như tràng vỗ tay quý vị nhé. Tay đâu ạ? Trên báo những thông tin chen nhau đi một hàng. Người đàn bà hờ hang, xong đến chuyện ngực thì nở nang, xong đến chuyện mặt hàng thời trang, lôi cuốn người người đọc vào bàn sang. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một xì càng đan, khóc lóc về chuyện tình dở dang, lên bao hình tỷ đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia gặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào, thông tin miệng đói cồn cao, ba hoa lời ra lời vào, một ngày mới nhôn nhau, nhôn nhau, nhôn nhau. Từng ngày vui vui vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bàn tin có lẽ anh ơi nghe ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình TV đêm ngày chót trong và trong trí óc về một thế giới như mơ, như giờ như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ, trên sông những âm thanh xôn xao đang mời chào. Chỉ cần gì ở đây thấy một đẹp xuất sắc thì ngồi vào đây, thấy một đẹp xuất sắc thì điền vào đây. Không có gì thì mình sẽ mua đây. Tôi muốn những năm đông xôn xao đang hô hào. Họ thì thầm về tôi muốn họ thì thầm về tôi. Mơ ước được cuộc đời như tôi, đem gối đầu để nằm mơ môi tôi. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia gặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào, thông tin miệng đói cồn cao, và hoa lời ra lề vào, một ngày mới nhôn nhau, nhôn nhau, nhôn nhau. Từng ngày vui vui vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bàn tin có lẽ anh ơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình TV đêm ngày chót trong vào trong trí óc về một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ. Có thể dành cho nhau những tràng vỗ tay thật lớn nữa không ạ? Yeah. Ôi thật bất ngờ. Ôi thật bất ngờ. Tôi hỏng bất ngờ. Ao ước từng ngày. Ôi từng ngày, ao ước từng ngày. Ngày đó không còn xa, không còn xa. Anh cười cho em cái. Quan chưa? Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bàn tin có lẽ anh ơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình TV đêm ngày chót trong và trong trí ấp về một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ. Cảm ơn những tràng vỗ tay rất nhiều. Các khúc một nhà, các khúc này xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin chị cùng lắng nghe. Những cánh tay của quý vị đâu rồi ạ? Hê, giơ tay cao lên nào. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Hey, khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt ấy sáng long lanh như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trời mây, ta cùng đón tương lai. Tay cầm tay vô cùng say sẽ chân bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút say đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dẫu gian khó, dẫu mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút say đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Hey! Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường,
ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng sống chung nhau. Alo em ai đang lấy xe chuẩn bị ra về, mới tìm mệt mỏi sau lưng muốn kể với em ngày dài ghê. Hôm trường nắng gió bụi bặm làm anh mỏi như cả đôi vai, những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Này anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn, buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh phải về muộn, đang vội đến phòng tu, bản tin thời sự và mic tép vẫn còn đang ấp ủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà, cuối tuần toàn tiểu ăn họ cũng chẳng cùng em được chuyện gần xa. Đêm ngày lo viết câu hát về người ta thở hơi bao đồng, đi diễn chốn này cho kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh, và cảm ơn em đã là phụ trợ ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những tối em thức một nhìn đói chờ cơ, anh rất yêu em và con bài này xin viết tặng hai mẹ con. Yo, vỗ tay lớn lên quý vị ơi. Come on. Hey. Thức giấc chung một giờ, khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Vâng. Anh mà không cẩn thận là em host, em không đùa đâu. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, lời bài hát mà chúng tôi đã vừa nghe ở câu gần chốt mà ca khúc Candy Trần vừa gửi tới tất cả quý vị. Quý vị cảm thấy như thế nào ạ? Có hay không ạ? Hay hay là không ạ? Hay thì chắc chắn là chúng ta có thể vỗ tay đều nhịp hơn được không ạ? Kính thưa quý vị, mỗi khi một anh chị em nghệ sĩ bước lên sân khấu này hát hay như thế nào thì điều quan trọng đó là những tràng vỗ tay cổ vũ và động viên của tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã nói với tất cả quý vị rằng buổi tối hôm nay là một bữa tiệc âm nhạc đặc biệt được dành tặng cho con dâu và chú rể, với sự hội ngộ của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ trở về từ trong mọi miền của quê hương. Trong những cuộc Nghệ An của chúng ta cũng như Hà Tĩnh, Quảng Bình trong buổi tối nay cũng hiện diện trở lại trong buổi tối để gửi tới những thông điệp tình yêu, những lời ca tiếng hát chúc mừng hạnh phúc cho con dâu và chú rể. Một nữa xin cảm ơn giọng hát của nam ca sĩ Toby Trần rất là nhiều. Vâng, xin thưa chính là một chút với tất cả quý vị là anh ấy nóng quá và cũng rất là cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị là Candy Trần. Vâng, xin được chân trọng cảm ơn anh. Thưa tất cả quý vị thân mến, còn ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng giao lưu và gặp gỡ với một cô gái rất là trẻ trung và xinh đẹp. Vâng, xin được chân trọng kính mời tiếng hát đến từ ca sĩ Khánh Huyền. Tia nắng chiếu đời em đêm đông lội tàn, anh là hạt mưa tươi xanh cho lá cây mùa, anh là bánh vang lên trong trái tim em để suốt đời. Chờ mong sẽ dành cho anh ta một đời và một ngày xuân, anh yêu hãy đến với em để suốt đời. Yeah!
suốt đời. Chị Khánh Huyền có thì thầm với tôi thế này: chị nhiều tuổi nhất, thế mà cứ bảo chị là ca sĩ trẻ. Với chúng tôi, tuổi tác không là vấn đề, và chị là bản thân chúng tôi không đo được tuổi. Trẻ trung trong tâm hồn và tính cách cũng như chất giọng của mình. Một bài hát vô cùng nỗ lực, đúng không ạ? Quý vị có thể dành cho nữ ca sĩ trẻ trung của chúng ta một tràng pháo tay được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, quay lại với khu vực của trung tâm sân khấu, quý vị chúng ta sẽ tiếp tục làm quen, giao lưu lắng nghe với một giọng ca nam. Đó là một giọng ca rất tuyệt vời. Chúng tôi muốn nói với tất cả quý vị rằng giọng ca này có thể nói rằng là một người em thứ hai của chú rể Tấn Thành trở về thì mảnh đất Hưng Nguyên yêu dấu. Quý vị chúng ta dành thật lớn một tràng vỗ tay đồng nhiệt chào đón với giọng hát của nam ca sĩ Viết Hòa. Quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón và cùng lắng nghe. Xin được chào tất cả các ông, các bà, các anh chị, các bác đã có mặt trong hội trường tối hôm nay. Hôm nay là rất vinh dự, là một người anh, là con cũng là một người em kết nghĩa của anh Thành. Hôm nay rất may mắn là được trở về đây là để đắm vui tân hôn cũng như là tổ chức đám cưới cho anh. Thì sẽ định hát một bài nhạc trẻ, nhưng mà thấy các anh hát trước thì hát khủng quá cho nên bây giờ xin gửi tặng các bác một ca khúc rất nhẹ nhàng của một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, ca khúc được mang tên Thơ Tình Của Núi. Xin mời các bác, ông bà cùng lắng nghe. Dài một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát xì mà rừng ban nở trắng xinh cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời để lại bao thương nhớ trong lòng mình một cô gái miền núi đã thập ngọn lửa tình. Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhen ngọn lửa. Tìm mình bạn làng vui đều sẽ hoán nao nức, nhịp trầm thanh dù còn lấp đất rừng. Từ xa em đã thấy tôi, rời cuộc vui em tới.
em trao tôi vòng nhỏ. Và từ đây người linh có thơ tình, tìm người thương thì hãy qua Hà Tây sẽ gặp. Bạn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài. Một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối Hát Xì, mà dân bán nợ trắng xì, cùng lắng nghe em hát để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi ba thập ngọn lửa tình. Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhen ngọn lửa. Tìm mình bạn làng vui điều xòe hoan nao nức, nhịp trầm thanh dù còn lấp đất rừng. Từ xa em đã thấy tôi, giờ cuộc vui em tới. Em trao tôi vòng nhỏ, và từ đây người linh có thơ tình, tìm người thương thì hãy qua Thác Cần sẽ gặp. Một rừng ban nở trắng xinh, một tình yêu tôi có nơi núi rừng. Bao năm đợi tháng chờ, nay vùng đã bạc đôi núi lo nhô. Những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đôi hoang lại trong nắng trong mưa. Để người nên khổ như đất kia thành khô. Trong xe ủi anh nhớ những ngày hè, chân lội qua khe em nhớ mùa đông giá. Ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ, ngày ta đi học em nói thích nghe gì. Phường thờ hai đứa mình ra đi. Thank you.
di thông thêm có đất mình cây cho điện trắng dây đưa máy về thôn xóm. Ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ, ngày ta đi học đến nỗi thích nghe gì này ra em nấu tươi màu suy nghĩ cùng mùa phường vì hai đứa mình ra đi cùng ngày phường nở hai đứa mình cùng đi. Và bên cạnh Thanh Tâm thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp song ca cùng với Mạnh Đạt. Hôm nay là ngày vui của anh trai ạ. Em xin định trình lại anh Sáng ạ. Em là em gái của chú rể. Và nhân tiện này thì em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã tới dự ngày vui của anh trai em ngày hôm nay, đặc biệt là những anh chị ở Vĩnh ạ. Từ rất lâu rồi em có những người là 2 năm rồi mới gặp, nhưng mà mọi người vẫn đến chung vui với gia đình. Em rất 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 cảm ơn mọi người ạ. Vâng, để tiếp nối chương trình hôm nay, tối nay thì xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc được mang tên Tình ca mùa xuân. Xin mời quý vị lắng nghe. Em ơi em, mùa xuân đã về trên cành lá, tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm. Mùi hương nào rất quen, nghe như làn môi ấm, xôn xao từ sâu thẳm, đất chuyển mình sinh sôi. Trong anh có màu xanh khoai sắn, trong vòng tay xinh xắn có hình sóng cánh xa. Mùa xuân về em ơi, cơn mưa hè hối hả. Mùa xuân về em ơi, nắng mới đã bay về. Trời còn hơi sương và anh lại ra đi vui như ngày hồi mùa xuân biên giới sung anh cao trời xa. Quý vị có thể dành cho Thanh Tâm và Mạnh Đạt một tràng vỗ tay thật lớn không ạ? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Anh đi cách xa, quên sao được nỗi nhớ, thương nhau dù cách trở, giữ trọn niềm tin yêu. Trên chiến tuyến diệt thù, có bàn tay anh chắc. Nơi hậu phương xa lắng, vững vàng bàn tay em. Xuân rồi đi qua, cơn mưa hè hối hả, tình ta càng thêm sâu như những chiếc hôn đầu. Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ độ ấy, em đi vào sương mây khi trời còn hơi sương. Ra đi vui
hội mùa xuân biên giới súng anh ca trời xa và chúng mình yêu nhau và chúng mình từ đầu ấy em đi vào sương mây khi trời còn hơi sương và anh lại ra đi vui như ngày hội mùa xuân biên giới súng anh ca trời xa và chúng mình yêu nhau. Trước khi tuần hành thể hiện các khúc này, xin quý vị cho tuần hành một tràng pháo tay được không ạ? À? Cả nhà Thanh Trương chúng ta đâu ạ? Vỗ tay lớn lên nào! Hey! Xin mời các anh DJ Nguyễn Thế Trường chúng ta lên ạ. Quẩy lên nào, quẩy lên nào. Hey, hey. Anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi xin em chớ quên. Vầng trăng trên cao ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thương anh trao em rồi. Em yêu kiểu thiên tha cho lòng đắm say, cuộc tình ơi dài lâu ngủ sâu vòng tay êm ái. Anh nào biết anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay dâng mộng tan, lòng cay đắng khi em quên lối về, lời yêu lời thương em chưa quên đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, không vội vã như làn mây, có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình tôi xót xa. Cả nhà Thanh Trương chúng ta đâu ạ? À? Nhưng tràng pháo tay của quý vị sẽ là anh Ngựa cổ vũ anh em nhiệt nghệ sĩ chúng tôi rất là nhiệt tình nhá. Giơ tay cao lên nào. Đâu ạ? À? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Quay lên quý vị ơi. Are you the name? Từ khi quen em, anh đã biết bơi rồi. Vì những lúc thoáng em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi xin em chớ quên. Vầng trăng trên cao ngàn hoa lá lấp lánh nắng, tay đâu tay đâu chào em rồi. Hey, hey, hey. Em yêu kiểu thiên tha cho lòng đắm say, cuộc tình ơi dài lâu ngủ sâu vòng tay êm ái. Anh nào biết anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay dâng mộng tan, lòng cay đắng khi em quên lối về, lời yêu lời thương em chưa quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình xa không phôi phai như làn mây, có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ dền đến tình thôi xót xa. Tay đâu tay đâu. Thanh Trương yêu dấu ơi. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây, có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Let's go. Hey. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ xin đến tình thôi xót xa. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Anh Trường yêu dấu ơi. Come on. Xin gửi tới quý vị một nhạc phẩm Nỗi đau mình anh, ca khúc nằm trong CD Vol 1 của ca sĩ Thái Sơn. Yeah. Về với hạnh phúc bên này, về với tình yêu em tròn, nhớ thương trong anh đã chết, không thể phải mơ. Giơ tay cao lên nào. Are you ready? Hey! Lên luôn nào. Có ai quỷ không ạ? Cô nhắm mắt anh bước đi thật nhanh, xóa hết quá khứ em và anh, dẫu cho xót xa mây cùng đầy. Vì bao lời em đã hứa, anh chẳng còn tin nữa, ta không thể về lại như lúc xưa. Lúc anh khôn khô nhất em ở đâu, đã nói mãi mãi luôn vì nhau, cớ sao chi anh với nỗi sầu. Giờ thôi ngày vui đã hết, ân tình này đã chết, em hãy xem tình ta là gì và giờ đây đường hai ta đi không chung lối, nuối tiếc mấy cũng qua rồi, em hãy quên anh đi như đã từng. Về với hạnh phúc bên này, về với tình yêu em tròn, nhớ thương trong anh đã chết. Dù cho giờ đây em đi anh đau lắm, nuốt nước mắt trong em thầm, nhưng anh không thể quên bao lỗi lầm. Nhìn em hãy bước xa anh, hạnh phúc xa quá mong manh, đớn đau hôm nay anh giữ không thể phải mơ. Let's go. Tay yeah. Đâu tay đâu à? Music lớn lên một chút được không anh ơi? Yeah. Thành Trường yêu dấu ơi. Yeah. Lớn nhạc lên anh ơi. Here we go. Tay đâu tay đâu. One more time. Lên luôn ạ. Yeah. Chạy. Lên luôn. Cô nhắm mắt anh bước đi thật nhanh, xóa hết quá khứ em và anh, dẫu cho xót xa mây cùng đành. Vì bao lời em đã hứa, anh chẳng còn tin nữa, ta không thể về lại như lúc xưa. Lúc anh khôn khô nhất em ở đâu, đã nói mãi mãi luôn vì nhau, cớ sao chi anh với nỗi sầu. Giờ thôi ngày vui đã hết, ân tình này đã chết, em hãy xem tình ta là gì và giờ đây đường hai ta đi không chung lối, nuối tiếc mấy cũng qua rồi, em hãy quên anh đi như đã từng. Về với hạnh phúc bên này, về với tình yêu em tròn, nhớ thương trong anh đã chết. Dù cho giờ đây em đi anh đau lắm, nước mắt rớt trong ngầm thầm, nhưng anh không thể quên bao lỗi lầm. Nhìn em rơi bước xa anh, hạnh phúc sao quá mong manh, đớn đau hôm nay anh giữ. Giờ đây đường hai ta đi không chung lối, nỗi tiếc mấy cũng qua rồi, em hãy quên anh đi như đã từng. Về với hạnh phúc bên này, về với tình yêu em tròn, nhớ thương trong anh đã chết. Dù cho giờ đây em đi anh đau lắm, lên anh em ơi trong âm thầm, nhưng anh không thể quên bao lỗi lầm. Nhìn em rơi bước xa anh, hạnh phúc sao quá mong manh, đớn đau hôm nay anh giữ không thể phải mơ. Are you ready? Yeah! Lên luôn nào! Thành Trường yêu dấu ơi! Yeah! Lên anh em ơi! Hey! Come on!
One more time. Hey, hey. I love you, Thanh Trương. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you?